Từ trước giờ anh em cứ nghĩ xe mình là nó tự sản xuất đồ máy khung đúng không? Nhưng thực chất không phải đâu anh em mà. Trung Quốc ráp máy của Nhật cho nó luôn. Và Trung Quốc cũng sản xuất khung luôn. Về máy cắt CNC của Trung Quốc là nó đỉnh lắm anh em ạ. Cái công nghệ của nó ghê gớm lắm, chính xác tuyệt đối luôn á. Nên thành ra nó có một cái giá thành rẻ. Về giá thành của Seven thì nó cao hơn Giga Design này rất là nhiều luôn. Để mình so sánh Seven với Giga này cho anh em xem nha. Để hai con gần nhau luôn cho anh em thấy cho nó dễ. Giga với Seven nó có hai cái size giống nhau, size 44 giống nhau. Seven với Giga thì mỗi hãng nó có một cái hay riêng anh em ạ. Giga thì nó hơn Seven được một cái là nó có trang bị mặt kính sapphire và Seven là kính khoáng và dạng kính lúp anh em. Kính thường này, kính sapphire này, kính Rolex này, Giga này. Nhựa nè. Máy của nó được sản xuất ở Thụy Sĩ nhưng mà theo thiết kế của Giga, còn Seven là ráp máy Miyota của Nhật. Về thiết kế, chất liệu, máy, nói chung là con đồng hồ này ok hết mọi thứ. Ngay cả cái hộp của nó cũng quá đẹp luôn nè, rất là gọn gàng như một quyển sách.